Kính chào bà con, ngày hôm nay thế chia sẻ với bà con cái đồ bôi thuốc để cho miệng đục cao su này. Của mình có cái dạng bôi bằng bình và bôi bằng cái cây này nè. Cái cây này nếu bà con cần thì bao ship luôn là 100.000 nha bà con, bao ship luôn 100.000 cây này. Đó, thì gồm nó có cái cây này, xong rồi cái mình bây giờ cái này thấy cây này thì xài nhiều lần thì bàn chải nó cũng mòn, cái bàn chải thì mình thay được ha, mình dặn lắc qua lắc lại đó. Khi mà mình tự chế mình khui đó bà con, mình khui cái mình gắn vô đây nè, gắn vô đây cái đầu lấy thêm miếng keo 5/2 á, là chế vô là nó cứng ngắt. À, cái này là mình dạng bôi bằng cây bôi bằng bình vậy nè đó. Bây giờ thế sẽ đổ thuốc kích thích vô ha, đổ thuốc kích thích pha sẵn để cho miệng đục. Này pha pha sẵn rồi nè bà con. Rồi xong rồi mình lấy cái này này dặn lại. Đó, khi mà mình bôi lên cái miệng đục của mình chút ngược nè, nó ra nè bà con, nó ra đó, để thấy nè đó bà con thấy nó ra không? Đó, tức là mình lắc lên lắc xuống là nó sẽ ra, thì theo cái hút kích thích nó lỏng hay là nó càng lỏng thì nó ra càng dễ ra, nhưng mà nó lỏng còn mà nó đặc quá thì mình phải khoét một cái lỗ nhỏ đây nè, khoét bằng cái lỗ nhỏ để cho nó dễ ra. Thì bôi cái này nó cũng tiện, nhưng mà nếu mà mình biết bôi á, mình có cách sử dụng thông thạo á, thì nó dễ, nó lẹ hơn là mình sử dụng cái bình bơm. Thấy không con, bây giờ thấy cột vô cái cây này, cột cây này để cái này cán dao này mình cột vô cái đầu mình đi bôi thôi. Rồi như vậy là đã xong hết. Còn bây giờ thế sẽ tiến hành đi bôi. Rồi bây giờ bôi nha bà con. Đó nó vậy nè. Cái mình chút ngược lên vậy nè. Mấy bà con thấy nó ra hút không? Nếu mà nó không ra thì bà con thấy cho châm nó cho nó một cái lỗ nhỏ rất là lẹ, đẩy lên vậy cái xong. Đó, như vậy là toàn bộ quá trình của cái đồ bôi thuốc là thể chia sẻ với bà con. Nếu bà con có nhu cầu thì bà con những ở những cái vùng xa xôi mà không có cái đồ bôi thuốc nó ngon á, bà con liên hệ với Thế ha, qua số 0306931715 nha. Đấy, xin kết thúc ở đây.